các biến thể của virus SARS-CoV-2 lây lan nhanh hơn. Thế nhưng, tốc độ tiêm chủng tại các quốc gia châu Á vẫn chưa thể theo kịp. Nhiều người dân còn ngần ngại, khả năng tiếp cận vaccine còn chưa cao. Tiêm chủng, mảnh ghép còn thiếu trong cuộc chiến chống COVID-19 tại châu Á. Vâng, các biến chủng SARS-CoV-2 đang lây lan nhanh tại những quốc gia mà có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Trong khi tỷ lệ lây nhiễm tại Mỹ và một số nước châu Âu đang giảm dần, thì nhiều nước châu Á lại đang phải đối mặt với làn sóng dịch mới như là Malaysia mà chúng tôi vừa đưa tin. Trong tiêu điểm quốc tế ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ phân tích về một mảnh ghép còn thiếu nhưng lại vô cùng quan trọng trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 tại châu Á, đó chính là tiêm chủng vaccine. Tỷ lệ tiêm chủng vaccine COVID-19 tại châu Á hiện nay ở mức khá thấp, chỉ khoảng 1-3% dân số. Trong khi ở Mỹ và châu Âu thì tỷ lệ người dân được tiêm chủng đủ liều lần lượt là 40% và 18%. Tại Ấn Độ, tâm dịch COVID-19 của châu Á và thế giới hiện nay, tỷ lệ tiêm chủng thấp, chỉ 3,3% dân số được tiêm đủ liều. Vâng, cho đến cuối năm ngoái thì châu Á vẫn dẫn đầu thế giới trong cuộc chiến chống COVID-19 nhờ có tính kỷ luật cao, ý thức sử dụng khẩu trang của người dân cùng với các biện pháp khoanh vùng dập dịch hiệu quả của các chính phủ. Thế nhưng cho đến hiện tại thì khi mà có các biến chủng có tốc độ lây lan nhanh hơn thì những biện pháp đó có lẽ là chưa đủ. Tâm lý e ngại tiêm vaccine vẫn tồn tại ở một bộ phận người dân khiến cho chiến dịch tiêm chủng gặp nhiều khó khăn. Tháng 5 năm 2021, đây là lần đầu tiên những em bé này tại Đài Loan Trung Quốc phải học trực tuyến vì trường học đóng cửa do COVID-19. Và cũng là lần đầu tiên phụ huynh như chị Su phải vừa dạy con vừa làm việc ở nhà. Chúng tôi đã xem tin tức về những lần đóng cửa xã hội tại nhiều quốc gia trên thế giới trong suốt một năm qua. Thế nhưng không thể ngờ giờ mình lại phải trải qua điều này. Sau hơn một năm chống dịch thành công, giờ Đài Loan Trung Quốc gặp khó khi kiểm soát dịch do biến chủng mới gây ra. Một phần nguyên nhân là do nơi này chưa có miễn dịch cộng đồng. Đến giờ, mới chỉ có 1% dân số của Đài Loan Trung Quốc tiêm vaccine. Nhiều người dân vẫn còn e ngại hiệu quả của việc tiêm vaccine, hoặc do chủ quan, vì Đài Loan Trung Quốc đã từng chống dịch thành công. Tôi không muốn tiêm vaccine vì virus biến chủng nhanh. Nếu tiêm vào bây giờ thì tôi nghĩ là có khi vài tháng nữa lại không có tác dụng. Giờ thì chúng tôi biết rằng mình phải rút kinh nghiệm. Chúng tôi đã có cả một năm không bị dịch ảnh hưởng để chuẩn bị. Đáng nhẽ nhìn các nước khác bị dịch hoành hành, chúng tôi phải tự chuẩn bị cho mình kỹ hơn, nhưng chúng tôi đã không làm như vậy. Tâm lý e ngại vaccine cũng có tại nhiều nơi khác. Như tại Hồng Kông, Trung Quốc, giới chức y tế nhận định khả năng 70% dân số tiêm chủng trước tháng 9 năm nay là rất khó xảy ra. Còn tại Philippines, theo kết quả khảo sát được đăng trên Reuters hồi tháng trước cho thấy, cứ 10 người dân nước này thì có 6 người không muốn tiêm vaccine. Chính điều này khiến cho việc chống lại làn sóng dịch mới tại các quốc gia châu Á gặp nhiều khó khăn. Vâng, bên cạnh việc mà người dân còn e ngại tiêm chủng, còn nhiều lý do khác nữa khiến cho các nước châu Á chậm trễ trong chiến dịch tiêm chủng. Vaccine COVID-19 và việc chậm trễ trong chiến lược vaccine đe dọa tước đi những thành quả chống dịch ban đầu. Theo Financial Times, chính vì những thành công chống dịch trong các làn sóng COVID-19 thời kỳ đầu, các nước châu Á đã không phải trải qua sức ép lớn lên hệ thống y tế. Vì vậy, nhiều quốc gia đã không xúc tiến mạnh việc phát triển hệ thống y tế và mua sắm dược phẩm. Thậm chí đã có sự chủ quan về việc đã đánh bại hoàn toàn dịch bệnh, như tại Ấn Độ trước đây. Ở một số quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản, một số nước ASEAN, chính phủ và giới chuyên gia cho rằng cần phải thận trọng trước việc quyết định đưa vào tiêm đại trà một loại vaccine mới cho người dân. Vì thế, khi dịch quay trở lại, nhiều nước châu Á không thể tiếp cận được lượng lớn vaccine ngay lập tức. Thêm vào đó, tại quốc gia như Nhật Bản, để tiêm chủng cho người dân sẽ cần bác sĩ có kinh nghiệm. Thiếu hụt nhân lực như vậy cũng khiến cho tốc độ tiêm chủng bị lùi lại. Nhưng nhìn chung so với Mỹ và châu Âu, tình trạng hạn chế tiếp cận vaccine vẫn tồn tại ở hầu hết các nước châu Á do khả năng sản xuất vaccine hạn chế, những thách thức về hậu cần và sự chậm trễ trong việc đưa ra các quyết định. Vâng, trước tình trạng tỷ lệ tiêm vaccine thấp thì các nước châu Á cũng đang tìm cách cải thiện tiến độ tiêm chủng nhằm sớm kiểm soát được dịch bệnh. Malaysia sẽ sớm triển khai dự án thí điểm 30 xe lưu động tiêm vaccine COVID-19 tại thủ đô Kuala Lumpur nhằm đẩy nhanh quá trình tiêm chủng, tạo miễn dịch cộng đồng vào cuối năm nay. Cùng chung mục tiêu thì Nhật Bản sẽ bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho người dân tại nơi làm việc và trường đại học từ ngày 21 tháng 6 tới. Trong khi đó, thì Ấn Độ cho biết là trong tháng 6 này sẽ có khoảng 120 triệu liều vaccine được đưa vào chương trình tiêm chủng, tức là tăng đáng kể so với tháng trước.
Ngoài ra, một số quốc gia cũng có kế hoạch là cấp phép cho nhiều loại vaccine COVID-19 hơn, cũng như tăng cường nhân lực cho hệ thống y tế để có thể triển khai vaccine. Vâng, Thời báo New York trong một bài viết nói về việc tiêm chủng có đưa ra chi tiết là giống như mọi đại dịch khác, lần này nó sẽ kết thúc với hai kịch bản. Một là hàng triệu người hoặc là hàng tỷ người sẽ nhiễm bệnh, hoặc hai là hàng triệu, hàng tỷ người được tiêm chủng.